Hello, xin chào đại gia đình. Hôm nay mình sẽ ăn đồ Mỹ đại gia đình. Bữa nay tại vì New Year mà, thành ra mình ăn New York steak. Thì nhưng mà cái này là mình không có ướp gì hết, mình chỉ bỏ miếng muối, miếng tiêu thôi. Rồi mình làm cái chảo cho nóng, mình đem lên mình nướng trên chảo. Rồi thì ăn cái món này thì mình có mấy thêm mấy để mà ăn kèm. Ví dụ này nho thì mình ăn dessert. Còn salad, mình có salad nè. Đó. Mình ăn cái salad ha. Rồi ở bên đây á là mình có làm cái mashed potato nữa. Cái này là mình làm nha. Đây là mình làm. Có mấy củ khoai lang tây, thành ra mình làm luôn. Rồi ở đây là mình làm cái nước gravy để mà mình chan lên. Đó. Rồi trong kia thì mình nướng măng. Có nhiều đồ ăn kèm quá. Rồi. Măng thì mình bỏ chút muối, chút tiêu, rồi chút dầu ô liu á. Rồi cái mình đem lên mình nướng thôi. Đó. Vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ cái chảo mình là nóng rồi nè. Giờ mình sẽ bỏ thịt lên. Wow, làm giống như nhà 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 hàng á. Đó. Rồi đi chợ người ta mua đắt lắm. Wow, hôm nay chợ của tôi chân chim. Ta mua đắt lắm. Đó, mình bỏ thêm mấy cái tỏi vô cho nó thơm. Nhìn hấp dẫn ha. Từ từ rồi mình hãy cho miếng dầu vô hay là bơ. Chắc chút xíu cho miếng bơ vô. Cái này để cho mỡ nó ra vậy nó rất là ngon. Rồi chút xíu nữa là mình sẽ quay trở lại. Hôm nay đơn giản mà ngon bà xã. Lâu lắm mới ăn lại món này. Ăn cho đúng ngoài nhà hàng luôn á. Nói giỡn chứ làm sao mình làm đúng nhà hàng được. Mình copy được cái nào mình copy. Rồi cái sốt này chút xíu nữa đây. Để mình gấp thịt qua đã. Mình coi mấy miếng thịt ngon kìa. Mấy miếng thịt hết sẵn hấp dẫn luôn ha. Tại vì mình không có cần phải bỏ dầu đâu, cái mỡ của cái thịt nè nó ra, cái mình chỉ chút xíu bơ cho nó có thơm, nó có mùi vị thôi. Rồi giờ làm sao lại sửa sàng bàn ha. Đem salad đồ lại, cái dao nĩa đồ nữa là mình lên bàn. Để, hôm nay ra đủ bàn kia ăn được đã. Lâu lắm rồi chưa ngồi bàn kia. Quá hấp dẫn luôn đó. Thì là mùa này mình ăn đó, Nước ngủ gì tội gì ăn. nó không có cái gì đó, nó không có lạnh anh phải không, tại vì nó ngoài trời lạnh mà. Thêm chút xíu nữa, nãy có rồi nhưng mà giờ làm thêm, bỏ chút xíu vô. Quá thơm. Ok. Rồi vô bàn thôi. Vô bàn. Có hôm nay đầy đủ lắm. Wow, giống y như đi nhà hàng order ra đó chứ. Phải em nói nghe, cái này chất lượng không chứ em? Chất lượng luôn. Cũng y như đi nhà hàng. Xin mời cô chú anh chị nha, cùng ăn New Year với mình. Rồi. Rồi ăn xong rồi mình kết nho. Rồi. Em thiếu cái muỗng cho anh này. Wow,
Để đi lấy cho. Nha, hả, ăn cái mẻ. Anh, ok, để lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng ăn mấy potato. Thôi, mình ăn cái salad á, mình thích ăn với cái cranberry giấm này ha, cái này nó ngon lắm. Thường như là mọi người tới nhà hàng là ta kêu cái A1, thấy không? Yeah. Nhưng mà mình thì mình lại thích cái sốt của em làm ra. Yeah. Nó ngon hơn. Xin chào đại gia đình. Quay lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay New Year. New Year Eve. New Year Eve là tối nay là bắt đầu bắn pháo bông này không? Yeah. Ngày mai bắt đầu là New Year Day. Yeah. Thì vợ chồng cũng ăn theo cái phong tục của người Mỹ thì hầu như là tối nay đó tất cả mọi người party. Dạ, yeah, đi chợ đông dễ sợ đông luôn, phải công nhận là đông. Quá đông luôn. Đi chợ rồi, rất là đông. Mời đại gia đình của mình vào bàn thưởng thức món này với vợ chồng Bình Huỳnh nha. Dạ, yeah, cho chút xíu rượu đỏ đi. Cũng sẵn hai vợ chồng hôm nay cười chai rượu đỏ ra đây. Chút xíu cho chút thôi. Mày ngày birthday mà hai chồng ăn như thế này thì có đi rượu chát nữa rồi, bắt đầu anh tưởng tượng ngày giống New như Year là chứ ngày birthday. À quên, ngày New Year. Anh tưởng tượng giống như là cái ngày mà thank you birthday của hai vợ chồng vậy đó. Bỏ vô đây thì được cái mình có ăn chậm đi nữa nó vẫn nóng cái miếng thịt của mình ha. Nó ngon. Rồi, xin mời đại gia đình mình. Xin mời đại gia đình, xin mời đại gia đình. Chiều xã vậy. Happy New Year. Rồi, cụm miếng đi. Rồi, cheers. Yeah. Happy New Happy Year. Happy New Year. Wow, thơm quá. Uống hồi xỉn á. Đây, mình ăn miếng rau nha. Sáng nay thì Bình Huỳnh lo tiệm tùng, bà xã đi... nhiệm vụ của xã sáng nay đi chợ. Yeah. Cái món ăn này cũng đơn giản, mình vô bếp cũng không có lâu. Đây hai đứa con gái mình vẫn cũng cho ăn steak luôn cho em hả? Đi chia mà. Cho em ăn xí. Không quá. Vừa và sao? Vừa. Thank you xã nha. You welcome. Không có khô lắm đúng không? Vừa không ăn. Khô vừa ăn. Yeah. Mềm mại, thịt mềm quá. Còn hồng đó. Yeah. Đến nay là tự làm mashed potato luôn. Rồi làm gravy luôn. Ngon, vừa ăn ghê. Hôm nay con làm thành công hết rồi mẹ. Cái này là bà xã cấp bi của mẹ ở nhà đó các bạn. Ngon quá. Anh ăn cái tỏi nữa ngon lắm. Tỏi ngon ha. Tỏi ngon lắm. Mà tỏi mùa này mình ăn tốt nữa đại gia đình. Ăn mùa này nó chống cảm đồ vô nữa. Em là muối tiêu là đủ rồi đó. Việt Nam làm gì làm mấy em? Có miếng ớt. Wow, bữa nay giỏi quá. Nay làm thịt ngon. Này làm thịt quá ngon. Quá đúng tiêu chuẩn luôn. Cái này là mình kêu gì? Hồng đào nè. Không, cái này là không có cái này là em sống quá là... mà cũng không có nó big swing giữa yeah. Cái medium với lại well done phải không? Nó không có sống quá mà không ấy. Nhìn ngon. Cái miếng tỏi nó ngon quá. Kẹp miếng tỏi vô rất là ngon. Salad và sáng ăn thấy sao?
Ngon mà. Sao thì em lấy cái salad em bỏ qua góc bên kia. Em để đây nữa. Em để cái tay này em ăn mà. Vậy đó hả? Nhưng em ăn tay phải mà. Còn anh ăn thì bên đây. Có ly rượu. Chắc ăn hết mồi mà rượu còn. Đây đồ ăn quá trời luôn các bạn. Nhất là thấy biển do hấp dẫn không? Ngon hồi nữa. Khao đâu mình ăn. Ở đây á, ở Việt Nam mình thì khao đau một lần. Còn ở tiểu bang của Bình Thuận á, Bình Thuận phải tiểu đau, khao đau như vậy là 2 tới 3 lần. Lần á, chính á là New York. New York xong xuôi rồi bắt đầu cái tiểu bang của Bình Thuận. Rồi cái xong rồi mới tới. Rồi muốn coi tiếp tục nữa là Vegas hay là California. Bởi vì thời time của bên này đó các bạn, là nó đi phần chứ không có giống, nó không có giống nhau. Là New York đi trước rồi tới Chicago rồi nói chỗ. California thì cách bay 2 tiếng đồng hồ. Thế nào mấy chị mà thấy em ăn cái mâm này thì em mua lâu rồi ha. Nhưng mà em mua ở chợ Hàn Quốc. Đúng rồi, thế nào chị cũng hỏi dạ, thế nào cũng có mấy em, mấy chị, mấy cô gì hỏi. Thì cái này em nói luôn là em mua ở chợ Hàn Quốc á. Mà em mua này cũng 2 năm ha. Cũng hơn ạ. Mà các bạn nên, nếu mà thường hay ăn steak á, thì mình nên mua cái này nè. Mình thủ ở nhà hay hơn. Sau khi mình làm cái steak này xong á, thì các bạn bỏ cái này lên trong cái lò lửa đó cho nó nóng, giữ nó cái này giữ độ nóng lâu lắm. Cái mình bỏ miếng thịt vô trong này á, là mình khi mình ăn cho tới vừa xong là miếng thịt vẫn còn nóng. Giữ còn vẫn còn nóng, nó không bị đông mỡ. Mình trở lại Mỹ cũng gần được tuần rồi, nhưng mà thấy cái thời gian mình nó cũng chưa có cái giờ giấc của mình cũng còn hơi mệt các bạn. Lộng cộng. Hơi lộng cộng lắm. Nhất là buổi chiều lại tầm khoảng 3-4 giờ là bắt đầu nó buồn ngủ ngay luôn. Lý do nó trái cái múi giờ đó. Cho nên mình ráng mình gồng, như mấy ngày vừa rồi thì gồng không nổi á, thì mình đi ngủ. Thiêm thiếp một vài tiếng đồng hồ rồi dậy, cứ dậy cái khuya cái thức ngủ vậy đó. Giống như mình còn thức, ảnh đi ngủ mất tiêu rồi. Đúng rồi. Cái mình vừa sửa soạn đi ngủ cái ảnh dậy. Thức dậy. Không, em mấy bữa nay cũng vậy luôn à. Giống nhau vậy. Rồi mình gửi hàng ra cho mấy chị xong xuôi hết rồi bắt đầu em đi shopping, em sắm đồ. Em đi mua đồ để em đi ngó vậy chứ quay qua quay lại tới hết rồi đó. Tới bây giờ. Nhưng mà cái ngày em đi ngày đó đẹp trời lắm. Nhưng có check cái thời tiết ở đây rồi. Vậy mừng. Nghe đẹp trời là mừng. Em thấy đồ làm cũng ngon anh hả? Ngon, hôm nay cái bò em làm mềm ngon nè. Chia là sao? Xin mời. Gặp chai rượu chát này cũng ngon nữa chứ. Nhà Bình Thuận thì rượu chát cũng hơi nhiều. Nhưng mà những cái chai rượu chát này là người em bạn tặng cho Bình Thuận đây nè. Chai này 2017. Wow. Chai này để cũng 5 năm rồi đây. 2017, 23. 2017. Mình không thể nào ngờ được mà còn có một tối nay nữa là đã qua tới năm 23 rồi.
khâu đau cho nó qua đi. Dạ. Cũng cầu xin ơn trên phù hộ là mọi việc đều bước qua năm mới, bà con cô bác tất cả trên thế giới luôn đều bình an, làm được có tiền sức khỏe, rồi làm ăn cho phát tài phát lộc. Chứ còn năm nay thì thấy ai đi tới đâu ai cũng than, rồi làm không được này kia vậy đó. Năm nay xài tiền hơi nhiều nữa. Yeah, rồi xài tiền nhiều. Không phải riêng mình em, tất cả mọi người luôn, ở trong toàn thế giới này luôn. Thì đó, toàn thế giới luôn. Thành ra cũng cầu xin ơn trên là độ hộ cho hết tất cả mọi người luôn. Sức khỏe, rồi tài lộc. Sức khỏe trước rồi tài lộc. Anh đó thì anh cầu mong rằng là 2023 này, 2023 này đó, thì cái chiến tranh nó mau chấm dứt, mà phần thắng nghiêng về Ukraine, Việt Nam mình gọi là Ukraine đó. Mình đếm từng ngày, đọc tin tức và coi tin tức cũng theo dõi từng ngày. Nói chung các đài về đài Mỹ, đài thậm chí đài Âu Châu luôn, Bình Huỳnh cũng theo dõi luôn. Coi cái chiến sự từng ngày, các bạn coi chiến sự từng ngày. Nhưng mà những ngày nào mà thấy có cái dấu hiệu đó, bên phía của Ukraine đó họ sáng sủa đó, thì Bình Huỳnh rất là vui, đang đếm từng ngày. Nhưng mà thực chất Bình Huỳnh theo bên phía Ukraine. Mong rằng là những cái gì mà Bình Huỳnh ước muốn đó, thì nó sẽ trở thành cái hiện thực. Mình mong muốn là hòa bình nó mau sớm để cho tất cả mọi người, như bà con, cô bác, anh chị, như là toàn thế giới này trở lại cái công việc. Chứ còn bây giờ còn chiến tranh này thì nó làm đủ thứ vấn đề về cái chuyện lo tan trong cuộc sống ấy các bạn. Nó ảnh hưởng kinh tế cả thế giới này luôn, chứ không phải riêng gì. Thế lên. Đó hả? Điện ga hít lên, cái gì cũng lên hết. Nhất là đi mua đồ ăn. Mua đồ ăn mà tội nhất là những nhà mà gia đình người ta đông á, ta đông con á. Là người ta mua cái là người ta quay qua quay lại, người ta nói với người nhà thôi, rồi mình đi vô tình mình nghe tới. Tôi nói đi mua chợ bữa nay là thấy hết ngày, hết từng lương của người ta. Đúng rồi. Nghe thấy ấy dễ sợ, nhưng mà chịu chứ giờ biết sao giờ. Thì nó mắc quá thì mình mua ít ít. Giống như cái hộp rau xà lách này nè. Bình thường là mình mua chỉ 3 đồng rưỡi là nhiều rồi. Bữa nay cái hộp này là 6 đồng 40, 6 đồng 49. Thành ra nó mắc. Nó mắc nhưng mà thay vì mình lúc trước thì mình hay mua cái bự để mà mình ăn tiếp tiếp. Bây giờ thôi mua vừa đủ ăn, ăn bữa nay ngày mai nữa là được rồi. Đang ngủ á. Wow, ngon quá. Rồi bắt đầu chị hai nhà ta thức dậy rồi. Chị hai nghe mùi đó hả? Đúng rồi. Rồi để đi xuống coi chị hai muốn cái gì đây cái đã. Em ngồi tâm sự với gia đình chút xíu nha. Chị nghe mùi. Nghe mùi cái chị kêu vậy đó. Còn chị Su thì nằm ở dưới bàn nè. Su thì rất là im. Su thì không có la lối, không có xin đâu, cho thì ăn à, còn không thôi, không có không có la. Còn chị kia là la lắm. Nói vậy chứ Tết nhất tới nơi rồi, mình thấy cũng có nhiều nhiều việc để làm lắm. Đây. Giống như từng vừa rồi là nhà mình cũng á hả, vừa ống nước rồi vừa hít đồ này kia nọ nữa, cái cũng ra tiền là thấy cuối năm đó thôi, trời cho xong hết đi mọi việc.
Năm tới thì mình sẽ làm kiếm lại. Nói chung thì mình ở đời mà đâu có lúc nào mà nó cũng thông suốt xuống, nó cứ may mắn đi suốt được. Nó cũng phải có cái này cái kia, trở ngại chốt đỉnh, nhưng mà mình phải đi qua. Đó là say hello của chú đi. Là say hello đi. Mới ngủ dậy đi cô chú. Say hello đó. Đi say hello. Đó. Nghe đó anh ơi, nghe tôi thấy đó, chị hai nè, đi cái chị hai nè, đi ngồi tâm sự với cô chú chút xíu nha. Chỉ bây giờ là đi ra là phải bận cho chị hai áo. Hai áo luôn, một... vô trong cũng còn run nữa chứ. Nha, bận một cái áo mỏng ở trong giống như hiện giờ đang bận, xong ngoài một cái áo cũng giống như mình vậy đó, áo áo phao hả, kêu áo phao, dạ, yeah. Dày lên như vậy đó. Yeah. Mình thì nấu đồ ăn Việt Nam á, thì nói giỏi thì không dám nói, nhưng mà được. Còn đồ ăn Mỹ á, là mình phải học hỏi. Mình học mẹ mình rồi, ăn cái gì đó là mình hay hỏi mẹ là con làm cái đó như vậy đúng không? Rồi mẹ mình chỉ. Thành ra bữa nay làm anh thấy tiến bộ phải không? Ngon, nó ngon thêm hơn nữa. Nói chung là làm đồ Mỹ thì em không để theo mẹ. Không. Được rồi. Rồi với mấy em nhỏ nữa. Mấy em nhỏ thì giỏi nữa anh phải không? Lên sợp lên đồ là mấy em làm mà thôi chứ. Dạ. Khắc rồi á. Để chút xíu mình trả lời. Xíu mình gọi lại. Cái măng tây á, mình làm chút xíu muối, chút xíu tiêu, chút xíu dầu vô ăn rất là ngon, thơm. Mình nướng hết, nay nướng. Còn năm nay là em mừng, em vui là em về Việt Nam em ăn được Tết. Tết Việt Nam. 20 mấy năm, 23 năm bà xã chưa về Việt Nam ăn Tết. Năm 2000 đến giờ hả? Dở sách kia ta. Em xu rồi lấy của chị hai rồi phải không? Đúng rồi. Đúng chưa? Phải em xu lấy của chị hai không? Em xu lấy rồi đó. Đúng nên chị hai mới là đó. Lấy của chị hai rồi phải không? Chị hai mới là nè. Mình thích về ăn Tết. Đấy mình đi đi chợ vòng. Hôm nay là theo dõi coi mấy cái kênh, mấy cái channel khác của mấy anh chị quay đó. Rồi mình thấy bán đồ treo nhà đồ hơi đẹp dễ sợ luôn. Thích lắm. Năm nay không có bỏ cây thông lên là tại vì không có ông xã ở nhà. Rồi mẹ có lên chơi với mình một tuần trước, khi đó mẹ về mẹ ăn Noel ở nhà, thành ra không có ai, thôi mình không có chuẩn bị, không có sửa soạn gì hết. Với hơn nữa sửa soạn không có mấy ngày cái mình phải dọn dẹp hết để mình đi á, nên thấy cực quá, thành ra im lặng. Hôm nay em đi tới chỗ mua thịt này thấy đông người không ạ? Đông lắm. Dạ. Đông ghê.
Đây hôm nay là thứ nhất là quán bán thịt thà với lại quán rượu, quán bia. Quán đông. Là đông lắm, người đi chen chân. Uh-huh. Nhưng hôm nay em thấy năm này người ta ít là treo đèn phải không? Đúng rồi, đúng. Hả? Uh-huh. Mình thấy một ngộ. Dạ. Mỗi năm là xung quanh xóm của Bình Thuận là nhà đèn của những khu này rực rỡ luôn. Mà biết sao năm không nay... phải, không có gì ngộ hết á. Cái gì nó cũng lên giá nên người ta không có muốn ấy, anh biết không? Tại vì hả, lên giá cái gì cũng lên mà. Điện cũng lên. Anh mở bill nhà mình ra là cũng thấy rồi. Điện nó lên, cái gì cũng lên hết á. Nên người ta cũng ngán chứ. Anh gắn ở ngoài đó là ví dụ như sau Thanksgiving là anh lên đèn đồ hết. Này kia nọ là cả tháng trời luôn. À, thay vì tiền của mình có 100 tháng đi là nó giọt lên 200 mấy, 300. Đúng rồi. Bây giờ giọt lên như dữ lắm. Gà, nước, gạo lên hết. Lên hết. Không riêng gì ở bên đây, bên Việt Nam cũng lên. Nam lên mà lên rẻ không? Việt Nam thì cũng không có bao nhiêu đó với bên này. Không bao nhiêu. Không, cũng đỡ hả? Cũng còn đỡ hả? Còn đỡ. Đấy. Mình đói lắm, mình ăn hết dĩa rau nè. Măng nè. Hình như miếng khoai tây. Không rau nữa không? Miếng thịt. Không, em ăn nữa. No rồi đó. Sau khi vợ chồng Bình Huỳnh chào tạm biệt video. Trước hết khi nãy giờ vợ chồng Bình Huỳnh tâm sự về chuyện đời sống. Mỗi ngày. Mỗi ngày rồi đó các bạn. Yeah. Nói về điện, ga, nước rồi tất cả các thứ lên thì hầu như là chỗ nào giống yeah, nhau. Ai cũng ba vậy. Ba nào giống nhau. Thức ăn, thực phẩm hay là chợ búa, sân nhớt thì cái chuyện đó là như mình gần hết rồi. Bây giờ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi là bắt đầu bước sang năm mới. Bước sang năm mới, thâu đau rồi. Cũng như ý Bình Huỳnh đó thì mình cầu nguyện cho một thế giới hòa bình kết thúc càng sớm càng tốt. Là như mà nghiêng về Ukraine. Ukraine đó là cái mong ước của Bình Huỳnh cầu nguyện theo mỗi ngày. Rồi mong rằng 2023 này tất cả mọi người đều trở lại công việc và cuộc sống nó sẽ trở lại như ngày xưa. Yeah. Sống trở lại như ngày xưa thấy nó happy em hả? Uh-huh. Bà con bận rượu bận rượu rồi tất cả các thứ rất là vui, rất là hạnh phúc. Từ những máy bay đi bây giờ các bạn, nếu mình vé máy bay á, hôm qua có cháu làm trong tiệm nail với Bình Huỳnh á, cháu cũng gọi muốn đi về Việt Nam. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà đi trong cái dịp Tết này đó là vé 2,000 mấy tới 3,000 đồng. Dễ sợ không? Vé thường bình thường thôi. Chứ không phải cái vé mình ngồi mà deluxe hay là vé là business class hay là khác thì nó cao, rất là cao. Wow. Nên hy vọng rằng là những cái điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Thì trước khi chào tạm biệt video, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình năm mới. Mọi người gặp được nhiều may mắn và gia đình tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.